Buổi trưa của mình sau khi mình đã uống 2 ly juice thì mình chuẩn bị buổi trưa của mình là món smoothie. Smoothie của mình trong đó là có cam nè, có xoài, có berry, có cải bó xôi, có chuối. Đó, có bơ, có trái việt quất. Rồi mình mới vừa bỏ bột protein. Đó, mình bỏ khoảng một muỗng canh protein. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ thêm tảo biển spirulina, khoảng một muỗng cà phê. Rồi. À, mình có bỏ một chút xíu bột nghệ. Chút xíu thôi, rắc một chút thôi. Một chút bột ớt. Đây là những cái gia vị làm cho những cái tế bào của mình nó được kích hoạt tốt hơn và những dưỡng chất tốt hơn, tăng sức đề kháng. Cái này là quế. Rồi bây giờ mình sẽ cho bột cacao rất là tốt nha, và bột matcha trà xanh organic. Rồi bây giờ mình bỏ bột cacao nha, chỉ một chút thôi, khoảng một muỗng cà phê. Rồi một matcha trà xanh. Mình bỏ cũng khoảng một muỗng cà phê. Rồi chỉ một chút xíu muối thôi, không phải bỏ muối nhiều đâu nha, chỉ một chút xíu thôi. Muối này là muối hồng. Rồi mình bỏ kombucha. Kombucha là probiotic. Bỏ khoảng một muỗng canh. Thêm một chút dầu ô liu vì hôm nay mình thiếu món trái bơ. Bởi vì smoothie có thể thay thế bữa ăn cho nên là nó phải đầy đủ dưỡng chất. Nó gồm phải có béo nè, có tinh bột nè, có rau củ quả, vitamin khoáng chất đầy đủ. Trong này có đu đủ nữa nha bà con. Bây giờ mình cho tầm 1,5 cốc đến 2 cốc nước. Tùy mình thích ăn đặc hay ăn lỏng thôi. Nhiều người thì họ thích lỏng lỏng thôi để họ hút. Mình cho vài cục đá lên trên. Cho ít thôi, mình không thích đá nhiều. Rồi bây giờ mình sẽ đem đi xay ha. Đó, đây là món smoothie của mình. Mình sẽ dùng bữa trưa và bữa tối. Và giữa buổi thì mình sẽ uống nước chuốt hồi nãy mình ép còn á. Đậy nắp lên, đậy nắp lên. Rồi bây giờ mình bấm nút mình xay nha.
thử nha. Coi nó mịn nè. Mấy vitamin mà để mà xay sinh tố thì thôi nó là mịn số 1 rồi. Bà con ha, mình thử thử nha. Ok ngon. Lúc trước á, thì mình không biết, mình cứ trộn mỗi thứ mỗi chút, xay mỗi thứ mỗi chút cho nên ngày nào nó cũng có hương vị đó à. Cái mình làm dễ làm mình ngán. Bây giờ mình rút kinh nghiệm rồi, ví dụ như mình bỏ xoài để đu đủ đi thì mình bỏ hai cái xoài đu đủ, nên bỏ thiệt là nhiều. Thì khi mà mình ăn smoothie á, thì mình cảm nhận được cái mùi vị nó khác rồi. Ngày mai mình bỏ kiwi hay là táo đó thì nó sẽ có cái mùi vị khác, mình nó lại không làm mình ớn. Còn mình cứ nghĩ là mỗi ngày phải có một chút xíu trong người mình, cho nên mình cứ ngày nào cũng cứ một chút mỗi thứ mỗi chút, cái ngày nào cũng có mùi vị coi nhiêu đó à. Nó dễ làm mình ngán lắm. Hôm nay mình thấy nó khác nè. Chuối có mùi vị xoài, có mùi vị đu đủ, bởi vì ba cái đó là nhiều nhất. Ok, ngon. Nó lỏng lỏng như vậy thì nó cũng dễ uống. Rồi bây giờ mình có sẵn ba cái hũ này, mình chế vô. Hai cái này mình để dành. Trong cái lọ thì các bạn nên chế chuốt hoặc là smoothie cũng vậy, mình chế đầy lên để cho trong cái chai của mình nó không có nhiều không khí thì nó sẽ hạn chế oxy hóa. Rồi vặn kín lại thôi, cất vào. Hai cái này dùng cho buổi tối, còn hôm nay mình dùng cho ngày hôm nay. Rồi mời cả nhà nha, thử nha. Ngon quá, lỏng lỏng như vậy ngon quá, ngon tuyệt vời luôn các anh chị ơi. Tuyệt vời, số 1, đầy đủ dưỡng chất, thay thế bữa ăn, nhẹ cho cái bao tử của mình nè, mà hấp thu cũng nhanh, là đầy đủ dưỡng chất luôn. Thực sự mình ăn một tô bún, tô phở chưa chắc đã đầy đủ dinh dưỡng như thế này đâu. Rồi, chúc các anh chị một ngày vui, khỏe nha. Mời.